Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2021 thì cô sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15:30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV. Khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Ok, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thử môn phái cung long kiếm 4k lực tay 9x, và cái hạt này là tầm trung của server nha mọi người. Tầm trung nha anh em, lưu ý tầm trung của server, nó không phải là top của server. Mà bây giờ chúng ta đang đánh như một cái máy điện luôn, quá dữ dội luôn anh em. Đó, đánh vô anh Ngami, đánh như một cái máy, Ngami không chết luôn, phải cả trưởng luôn anh em ạ. Và chúng ta đã giết được một người, giết được hai người, chúng ta chạy ra bơm máu và chúng ta kiểm tra xem bản thân của chúng ta đã ưu tiên người chơi chưa. Ok, đã kiểm tra thành công, chúng ta tiếp tục chạy xuống đây và chúng ta kiếm góc và thả chiêu quất vô. Rất là nhiều người bên kia chơi vào chúng ta giết thêm 7 mạng lên được hạng nhất rồi, một cái rất là to, đam to, và giết thêm một người nữa anh em. Bên kia thì mấy con hoa sơn đang có khí trường nên là mình chưa đặt được cái chiêu số 3, nhưng mà chúng ta đã canh kết thúc cái khí trường mà chúng ta đặt vô cái không khí, phải cái chứ, giết thêm một người nào đó nữa, ăn luôn con hiệu quý này luôn anh em ơi. Rồi, ok, chúng ta xuống đây, chúng ta đặt thêm một cái chiêu số 3, nhưng mà chúng ta đã hết máu, chúng ta nhảy khinh công, giết thêm một mạng nào nữa, và chúng ta đi mua máu. Trận này thì có vẻ là sẽ rất là ổn áp cho team của mình, phe của mình. Các phe, ơi, chúng ta vẫn chưa có thể nào mà chơi chiêu được. Ơi, bây giờ chúng ta bắt đầu chơi chiêu được rồi. Chúng ta nhào vô đối phương, rất là nhiều mạng lên đường luôn, giết được 3 mạng, ngon, phải luôn. Thấy không, anh em thấy không? Hàng cung long kiếm mà chúng ta mà ưu tiên người chơi cái là nó mạnh lắm anh, tôi chết ngắt luôn, vừa mới ngáo luôn. Ưu tiên người chơi được nó không đánh quái nè, mình build đồ tốt là mình giết người kinh lắm. Chúng ta đã bị mất zin nè mọi người ơi. Ôi à, anh đồ mô bên kia, anh ta định làm cái gì đây? Đồng môn bên kia, đồng môn cuối cùng ạ. À, cuối cùng lên đường. Rồi, chúng ta đã giết thêm một vài mạng nữa. Đây, chúng ta đang kiếm chuối. Giết được con thi nhiên anh em. Ồ, bên kia thi nhiên khá là nhiều nha. Ôi chết ngắt luôn. Ông nọ kia phái nào nha? Mắt đỏ, bình tống, thiên nhẫn. Mình không để ý luôn. Ui, nó đang rút ngắn tỷ số của mình này, khá là nguy hiểm. Chúng ta phải chạy qua chúng ta. Ui bên kia nữa. Ừ, bên chúng ta đã. Giết thêm một mạng, mắt đỏ nó ghê quá. Cô con đồng môn thật quá anh em ơi, nhiễu đừng muốn nhảy khinh công, đừng mong chạy được. Ui thiệt luôn á, cái chiêu số 2, cái chiêu số 1 khó chịu vậy, lắc nãy giờ không được. Chúng ta đã bị giết rồi, giết thêm một người nào đó nữa. Với một cái tình trạng như thế này chúng ta không giữ mạng được anh em, cứ gặp mà đam thôi, đam và đơm bên kia. Okay, chúng ta vẫn tiếp tục hạng nhất. Con quái nó đang bị lắc này. Bên này. Ta chạy qua đây.
Hay quá. K3, K7, chúng ta đã bị chơi chiêu. Ôi bên kia tấn lên là kìa anh em ơi. Ôi ôi chạy 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 chạy. Tại chúng ta vẫn chưa giết được ai luôn á. Trời ơi, khí trường nó một đống bên kia sao mà chơi. Bên kia qua sơn nó một nùi luôn. Phải cái trưởng. Bạn này trâu dữ rồi ta. Bây giờ sẽ men anh em ơi. Chết ngắt, còn chạy. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2021 thì cô sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15:30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV. Khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Ông đâu phá gì á? Chỗ đang nằm to gì à? Anh em thấy nó né nhiều quá. Đạt này build dam rất là to nha, nhưng mà mình thấy cảm giác đánh vô người ta né nhiều quá. Né quá trời luôn anh em. Cổ lão. Không giết được người là bạn Ami kia nó giết kinh lắm ạ. Đây các bạn, ok. Đang khá là an toàn rồi đó.
Dạ, chúng ta chỉ cần giết người thôi, chúng ta không cần làm Rurie cái kia gì hết. Đó, chúng ta chỉ cần spam chiêu và cái kiểu có góc mà chúng ta chơi vô đối phương thôi. Không là chu vô thì chết. Dạ, phải cứu bên này. À, mình chơi trên máy tính là BK nó thọt lắm anh em, thọt lắm, thọt kinh khủng luôn. Hay quá. Ngami cứu tôi. Hay quá Ngami ơi, I love you. Mà ok. Ngami bên tôi dễ thương quá anh em. Rồi, xong 5k8. À, ok. Thiên ma quân lâm, sai chính tả, quả thần ớt đỏ. À, không thấy được môn đâu luôn. Rồi, ok, chúng ta sẽ xem. Các bạn kia, thiên ma quân lâm là anh này. À, hạng 3. Anh em thấy không? Mình top 91 lận, nhưng mà mình đánh giết người còn hơn anh này nữa. Ghê không? Build đồ tốt một cái là nó sẽ khác liền anh em. Ờ à, đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.